xíu mình nghe mới là chụp tổng về lại vào đầu chương trình. Ngồi vào đó luôn đi, không ngồi bên đó luôn đi, ngồi bên đó luôn đi. Sao chị nó không hiểu gì vậy? Hôm nay theo chương trình mẹ điện Dương bằng Dương không có chuyện không, bây giờ không biết, bây giờ không nói vụ chuyện đi. Dạ bây giờ tôi kính trình là tôi đại diện cho bên nhà trai. Dạ. Theo chương trình nghi lễ của hôn lễ hai đứa thì hôm nay là ngày rước dâu, thì chúng tôi bên nam cùng ông bà cô bác như thân bằng đi cổ đê để kính trình ở bên nhà gái để ra cái lễ rước dâu theo chương trình đã thống nhất rồi. Dạ. Là cũng như bữa nay rước dâu. Dạ. Ủa sao anh không cho em hai trước 10 ngày? Ủa cái chuyện là chương trình đã nộp rồi. Chuyện nó chỉ có vậy Dương Dương nó nói nó không cưới hậu thì em cũng biết không, đâu. Không, không có. Cũng cho ông Dương đâu mà. Không được, chị nó chỉ hỏi em rồi. Em điện á, chị Út xuống em nói á chị Út. Rồi có. Em có điện chị mời, em nói với chị em có điện Dương mà Dương nó bắt máy. Em nói á, cũng như cái gì luôn. Con cũng cho mẹ hai trước 10 ngày bị tổng cộng quê á. Cho em sắp xếp. Cái gì cái em đi hầu hết trơn. Vì nó cái phong tục đó có được. Tài nạp. Em hồi hết trơn, hồi mà cưới đó, hồi mà đám hỏi đó là đồng ý. Tôi có nói rằng mình khóc thì không đòi lên thì chuyện chứ. Dạ, không có thì đồng ý. Đồng ý thằng Dương gì tảnh á, thì thay vì cho em 20 ngày cho em sắp xếp cho. Cái này tên kia mình xuống. Chị xuống thấy em đâu có làm gì đâu. Không có gì hết. Thì bắt đầu nghe. Cô bác nó cũng có. Bởi vì tự nhiên thôi. Tự nhiên nó để con sao. Cô bác không có ai, không lẽ giờ rước con Út không? Bây giờ tôi nói anh chị á, giữa anh chị là cha mẹ đồng ý đó, đồng ý cả con. Dạ. Nhưng mà hai bên đã giao ước giao kèo là có hợp đồng có. Dạ. Bên phim giấy tờ cũng như cái chương trình mình đám hỏi là có, thì như vậy chị nói là chờ Dương là chờ để trả lời là sao, mà hơn nữa có một cái điều khoản đó là ý nó muốn để mà hồi hôn trả của, cho nên cái chương trình tôi điện anh với chị lên đây để gặp bàn lại, nhưng mà chị không có tiến tới đâu mà đã. Tôi đã nói với chị là coi như là tất cả cái hướng nó như thế đó thì mình gặp nhau bàn lên mà mời là thống nhất tôi đi dặn cả đôi đường, mà chị không bao giờ đến, chị nói bắt buộc tôi phải đến chị đặng mà nói chuyện vấn đề này, không có nghĩa là chắc thôi. Anh nói hết chưa? Rồi chị cứ đi. Anh biết sao không? Tại vì em sống nghề biển là em không có thời gian đi. Hồi nào cũng đi, mới lo nội chuyện của ta đó. Không, không. Không có toàn là chị đây. Chứ không nói là không. Ví dụ là tương lai của con, không nói là con chịu được. Không được. Chị nói như vậy là sai. Không được. Hoàn cảnh như thế nào mà ví dụ như em nói anh nghe đám cưới thì anh cũng phải cho đồng ý giấy tờ hợp đồng có đầy đủ, nhưng anh cũng phải cho em hai trước 10 ngày. Không, ở vùng quê là nó phải vậy. Không cho nào. Chỉ có một mình chị nói thôi, không có gì hết. Anh đi hỏi hết. Không có gì hết. Nói giờ em không dám được quá được. Con bé nó làm được ngay. Hỏi mình có cái nào có cái ở cái trong dưới là đối thằng anh có đàn ông ông bà cô bác trước đây là cổ tiên nhà tiên mà này chị nói là không biết gì chờ trong ba mươi ngày chứ nó chỉ có đơn giản ví dụ điện gì tới ví dụ như trả về bảo gì theo điện mà con đồ á thì nói giờ nó chứng tôi không phải tôi ấy đâu tôi quay anh thấy có em không có gì đâu cô bác thì không có đơn giản chương trình không có đơn giản có là tham gia quyền của gia đình, nhưng mà cái ngày đó hỏi có người ta đạp cái thiệp đám cưới thì chương trình nó có sẵn mà thì như thế này cứ thực thi thôi hay gì mới Nói có cái gì là cái giờ như vậy văn bản như vậy là bây giờ 10 ngày nữa rồi bắt đầu tôi sắp xếp rồi nhiều người phải quay xin chị có được cái thiệp nào à cái là trong 10 ngày không do cái thời cái chương trình đã tập rồi nên làm rồi bữa đó là làm đầu tiên là lên hỏi hôm nay chị nói chuyện mình sẽ kịp không phải em nói anh nghe nó cũng nói anh nói là không có hỏi hết anh không có hỏi vô nè anh hỏi sao được không hỏi em điện em nói vô không có hỏi là nguyên do nó muốn lộn này thôi anh nói là quyết định con anh muốn hỏi trả của con gì này con em gả chứ không phải gả có điện dương nó hỏi gì tại sao kệ để tới hôm nay rồi tất nhất cái nơi không ai có quyền mời anh với chị lên mà không lên mà biết bao nhiêu là tại vì em nói cho trung là em nói anh với chị vậy nè, tại vì em sống ngay biển không có nghĩ được đâu phải tới chuyến cái gì đi em nói em nhắc con nói rằng gì đó giá nào thì cũng phải đi chứ không có nói bây giờ tôi nói đơn giản cách nào thí dụ cha mẹ tắt hơi cũng báo cho người ta biết cha thì tắt hơi để dừng lại lo làm đâu chứ đừng ra đi biển tôi nói đánh mọi cái gì đó cái gì đó rất quan trọng bây giờ cha mẹ tôi nè
đang hấp hối chuẩn bị tắt hơi thôi, giờ báo cho đàn trai đình lại ngày nó cưới để chuẩn bị tiếng đàn trai xong. Chuyện chuyện cái chuyện đi biển là đơn giản quá, đơn giản. Cái gì nó tương lai của con em nói là người giết chị mời giết chị ốm cái gì mà ai nói em sắp xếp, em nói thẳng là gả chứ của đàn gả cho Dương chứ ngoài ra không có gả cho ai hết. Thì bữa nay gia đình con xuống rước từ từ trước đó sao bây giờ thì nói chả phải là người đó đi như chương trình kế hoạch mà bây giờ là con có hiểu là con có nói rồi mà chồng họ em không có, cô bác em không có, không có là tại em không có, ngồi bên đây đi bây giờ đi biển giờ là cho gì giờ đi đi biển giờ tôi mặc tẩy giờ cũng được nữa, nhưng mà cái hôn lễ của con nè, cái của con suốt đời của con nè, mình phải ngưng lại, mình phải đi nè, đúng ra mình phải đi đó đàng hoàng nè. Giờ là con có gì á bẻ hợp đồng hay là gì tôi không cần biết, ngày nay xuống rước dâu đây, ngày nay đã đúng cái hợp đồng này đó. Tất nhiên là chúng tôi ở trên xuống rước dâu thì cái hợp đồng này ở dưới này thì ở dưới bên đàn gái, phía đàn gái làm gì tôi không cần biết, không cần biết, nhưng mà đúng cái hợp đồng là cái ngày này thì đào đám cưới rước dâu nè, tất nhiên tôi rước dâu về đàn nhà hàng tôi để đàn nhà hàng nè, tất nhiên ngày nay tôi rước dâu nè, thì ở dưới này là hợp đồng bể nào lo cho dưới này rước dâu không có ai ai mà bây giờ chuẩn lái cho tôi không có chịu, bây giờ hợp đồng cái này là ngày này tháng này người ta cưới nè, bây giờ không có nói ngày này, bây giờ không có nói gì ngày 10 ngày cho 20 ngày, bây giờ cái hợp đồng người ta là đúng ngày nào rước dâu ngồi đây bây giờ có bà con nhà tôi bây giờ tôi thấy đàn gái muốn bẻ tỉa hai là gì tôi không cần biết, bây giờ cũng không cần biết lỗi lên đúng cái ngày này đám cưới rước dâu rồi là tất nhiên nó cưới rước dâu thôi toàn á, bây giờ hai ông bà ha bây giờ bên đàn gái muốn cái gì thì bây giờ người ta tất nhiên ta mời rồi á, đi lên rảnh hậu đồng người ta có nhà có cửa, khi người ta đem xuống dặn họ người ta xuống tức không là không phải là cái đơn giản, không phải là không có đơn giản. Đây là tôi nè, làm xui là 8 người xui nè, 8 tôi đứng làm xui 8 người xui, chưa thấy người nào như vậy. Tôi chưa thấy người nào mà ăn nói như vậy trên đời, chưa thấy. Tôi thẳng chuyện hay là chị chửi lộn? Không bao giờ tôi chửi lộn. Nhưng mà hợp đồng mà nãy giờ tôi nghe nói tôi nín thinh để cho ở đây nói nha. Nhưng mà tôi nghe là hai ông bà nói tôi bị chỗ tai quá. Tôi mới nói đơn tiền một tí. Thằng dây mới gã gì không tự nhiên nhảy chậu tôi. Rước con tôi làm sao? Không rước con tôi. Đây nè, bọn tao nè, bây giờ ngày nay anh nó cưới. Hai đứa nhỏ nó hợp đồng nó còn nói. Hai đứa nhỏ thì mình làm cha làm mẹ bị chết. Anh làm cha làm mẹ mà nói như vậy. Mình làm cha làm mẹ bị chết. Nếu mà bây giờ á. Để chị chữ lộn rồi chị chữ lộn. Không có chữ lộn. Tôi không có chữ lộn. Tôi nói là sòng bắn không chữ lộn. Tôi nói là gái lỗ tai ta nghe nghe. Hợp đồng đây là ngày nay là ngày đó cưới rước dâu nè. Chị nói đàng hoàng lại chị. Tôi họ, tôi nói đàng hoàng. Con người tôi ăn ngay nói thẳng, con người tôi ăn ngay nói thẳng. Em không có thẳng nói vậy. Em nói chị Út chị Mười xuống đây. Mình làm cha làm mẹ mình phải trách nhiệm của mình, làm cha làm mẹ mình phải dạy dỗ con mình. Nếu con mình muốn bể hợp đồng mình phải đích thân mình lên tới nhà làm trai mình phải nói làm sao? Mình phải nói đằng sau như rõ ràng. Chứ đâu phải cái ngày nay đám cưới rồi mình mới nói vậy phải đây. Cho biết là 10 ngày là sao? Đằng sau ta cho biết ngày đám cưới rồi. Đây là ngày nay ta cho biết ngày đám cưới rồi chứ phải chi người ta chưa biết hành cho 20 ngày. Thì sao mà ai mà biết được? Thay vì nó nói là cha giờ vậy thì sao? Nhưng mà lúc trước là cậu Mười con đã mời cha với mẹ lên đó. Con mẹ hai chứ cái này rồi. Chị không có không lên vậy đâu ngày hôm nay. Thì thống nhất hôm nay mà nay. Thì cháu đây đứng đây con. Dạ, hai người thích nó thì thích nó như vậy đó, mà không có gì nói gì cái gì hết. Rồi đầu trước chạy con điện hỏi Dương là có đám cưới không. Dương nói là cộng 10 hỏi rồi. Hồi người quen hết rồi không có cưới hỏi. Thôi là thôi cái hợp đồng như nhà hàng. Còn anh Dương nói hồi hết luôn, hồi người quen hết luôn, không còn đám cưới nữa. Thì người quen là người quen bên đàn trai ta hỏi hay không gì có quyền của ta. Dương nói vậy mẹ con mấy ông không có mời gái đâu nè. Còn cái việc bên đây là tính bên đây thì còn bên kia người ta là nhà hàng người ta hồi đó là quyền của đàn trai, quyền của nhà trai làm lớn hay làm nhỏ, nhà hàng nhà thì bây giờ là quyền của nhà trai. Rồi điện cái máy chính hỏi máy chính, cái máy chính nó không biết. Thì bây giờ đó, một là cháu thương Dương hay là hai là cháu mẹ cái trả lời để cho qua khách giờ á. Lúc trước thì con có thương Dương thiệt nhưng mà giờ con hết rồi. Ai? Dương là con mất lòng tin quá à. Vậy nó cũng dễ hơn gì đâu con. Dứt khoát là bữa nay đi, con dứt khoát là bữa nay đi, đặng thanh toán đâu đó đàng hoàng. Tiền bạc gian dòng đâu đó rồi. Bây giờ
gái sao luật lệ gái thôi chồng của một cả hai trai thôi vợ bỏ của đúng. Bây giờ tại nó nói tôi cũng nói là bây giờ nó là bị gì không có cái thôi chồng của một cả hai trai thôi vợ bỏ của hết vậy đúng không Dương? Dạ. Con công nhận vậy không? Dạ. Thì bây giờ đứng trước mặt giữa hai bên. Đâu rồi, đâu chồng. Mình sao đứa người ta mấy mình làm giữ vậy người ta đâu chứ? Sao làm giữ? Gì đâu có biết tên hoàng. Chị đây. Bạn mời vô đây. Cháu nó mới nói rồi là nó không còn thương Dương nữa thì nó sao gả nữa bởi vì hai đứa nó cự lộn quá cự lộn cả hai giờ anh nghĩ là gả thì gả sao bây giờ chừng nào mà làm tới chừng nào tốt bây giờ bên đây hai bên con tôi thả mà đi được là năm cưới con tôi thực hiện còn ví dụ nó bậy nó bạ là hai đứa đó là làm chứ rồi tôi mất đạo cùng người với người nó bậy bạ không được chồng mày không từ từ nói con đâu phải mày nói con mình đâu có lộn chồng con mình đâu phải lấy sai ra hư thân mất nó gia đình mình sao không dám giờ chị với tôi chưa mời ai đàng hoàng đừng lên tay lên chân đưa mời ai đàng hoàng chết luôn lịch sự đàng hoàng mà bây giờ tôi nói với anh chị vậy nè lịch sự đàng hoàng nói chuyện tôi với đàng hoàng là nó không còn thương Dương nữa thì thôi là không còn cái tại vì hai đứa chị ngồi xuống đi chị đừng đi chị ngồi chứ không không thấy tôi nó cãi mà cãi lại thôi tại em cũng không có mời tôi nhưng mà tôi thấy chuyện bất bình thì chị phải mời tôi vậy vậy không như vậy có kêu mời bây giờ anh năm nè bây giờ con cháu nó nói nó không còn thương nữa đi kê cô ba ngồi đây 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 cho tôi xin phép hết hai họ cho tôi nói vài lời rồi tôi đi về chứ tôi nói nhiều mình tắm tôi nói nhiều rằng tôi nói nhiều lắm à đây bây giờ phải duyên phải nợ hồi đó thì ông Tơ bà Nguyệt sẽ duyên hai đứa bây giờ đã tới đây nó chấm dứt nó không còn ông Tơ bà Nguyệt không sẽ duyên hai đứa nữa thì tôi xin phép một họ trai thì cho phép tôi nói tôi là công như cháu Đông Duyên không nợ về ở nó cũng không thành duyên thành nợ hai con mình nó đau khổ một lần nhúm lửa là một lần khó con nói vậy đúng không cho nên bây giờ thôi đừng ép bởi vì không duyên không nợ thì giờ mình ép cỡ nào mà cũng không được thì thôi bây giờ tôi xin phép chỉ mấy lời thôi rồi hai bên phải suy nghĩ cho kỹ là giữa hai bên đây giờ hồi đó thì ông Duyên không nợ thứ châu về thì nó lão dở cuộc đời thì mình cũng mang tay mang tiếp bên đây một đời vợ bên đây một đời chồng thì bây giờ thôi cũng là gắn bó nhau như đường em cần dễ cho muối vô nó mặn quá thì tôi nó thất bại cho nên thôi kinh hết về thì bây giờ hồi đó thí dụ của ở cặn trai đem lại thì hai họ ăn chung đúng không còn vàng dòng tiền bạc thì cho cô dâu bao nhiêu thì cô dâu bây giờ phải chồng đủ cho người ta bởi vì con cô dâu này chưa có lộn chồng chừng nào cô dâu này hư thân mất rớt lộn chồng cô dâu này cửa bộ thương tâm của một thương trăm chứ đừng nói thương mười nói tôi xin phép nói như vậy thì hai bên đây đã lớn hết rồi tôi là con nít nhưng mà tôi đã có mấy xui rồi nhưng mà tôi vẫn biết bên đây cho nên tôi xin phép nói vậy thì hai bên từ làm xíu còn con dân với thằng con tiểu cứ từ từ mà nói ha hôn nhân con không ép được ép dầu ép mỡ chứ không có nỡ ép chiên con nó thôi xin phép nói mấy lần đó dạ con nói mấy lần đó bây giờ mất bán luôn đúng rồi nói thì đúng rồi nếu thời gian ở lâu thì cũng phải xong không biết gì được hết trơn tiếp theo là câu chuyện đó chị nói thì đúng bây giờ hai đứa không thương nhau không thương nợ nhưng mà anh nhìn thấy là gã không thể nào có y là chị nói là đúng tất cả những gì bạn không vàng dòng tiền bạc cái gì đó cô như hôm nay mà tao đã như thế nào bằng lại chứ còn không thể nào gã được không thể nào nói lại tôi tám người con chị ơi chị em nói cho chị nghe mấy lần không có bao giờ tết 25 tết á là em này rồi có anh chị và có luôn con bé nữa thì em với chị Chính nói chuyện với nhau thì em ngồi nói chuyện với chị là chị Chính và nói chuyện với bé thì bé nói làm đó là bác hồi hôn từ hôn luôn thì bây giờ con để cô nói hết bây giờ cô nói rồi nha thì nó là từ hôn lý do thì nó ngồi nó khóc à, nó nói là không ngại gì nữa bây giờ nói chị nghe bây giờ như chị đó nói đúng đó ép vợ ép mở hay nợ ép con bây giờ anh chị kêu là bây giờ nếu chọn ngày khác nữa thì nó không chịu cũng vậy thôi ha. Mà bây giờ là ngày hôm kia là Dương á em mới điện nó là nó điện bên gia đình ba mẹ kêu là nó có điện cho mẹ rồi
à, nói là bữa nay xuống thì chị ngày hôm qua hôm kia chị nói là xuống bao nhiêu người ăn chay ăn mặn gì đó, thì nói là nói chuyện với cậu Mười đi, con không biết, thì thật sự là anh Mười là lo hết vấn đề này. Tại sao chị không điện? Không phải, em chị Mười, em có điện cho thằng Dương mấy cuốc. Tại vì em mắc bắt lăng, bị gì nói chung là mình không quê mà mình cũng thiếu thốn á chị Mười. Hát cúng ông bà là em lên mắc lăng. Vì hả tới năm mà cúng ông bà mình mới làm đường mắc lăng. Bây giờ em nói chị nghe là bây giờ bất cứ chuyện gì đi nữa, nó không bắt máy. Chuyện con của mình là quan trọng chứ. Chị điện nó không bắt máy. Chị hỏi nó cứ coi. Chứ khi mà nó nói từ hôm rồi á là anh Mười, chị Mười có mời anh chị lên, có mời anh chị lên nhà anh chị nó lên. Em nói à, cái chuyện hôn nhân của con Thái quan trọng lắm chị. Chị phải bỏ tất cả như mấy chị nói vậy là để lo cho con. Thì thôi bây giờ tóm lại thì chỉ đi rồi thôi, bây giờ em gác tạm gác lại lời nói của chị. Bây giờ mình hai bên với nhau, ba mặt một lời với nhau, nhất là vợ Dương ở đây. Đám hỏi là đã là vợ rồi ha. Thì bây giờ nó nguyên đồ lý do là không hợp với nhau. Thì bây giờ bé nó không hợp thì mình nhất trí đi chị. Bây giờ chị có ép nữa chị cũng không tới được. Ngày rước dâu nữa nó không có mặt thì nó trốn như làm sao. Không chịu mà. Nó còn làm thì thôi bây giờ như nãy giờ nói rồi đó ha. Chị nói của một đền hai hay cái gì thì thôi chị qua bên đi, mình tình người với nhau mà. Không được thì bây giờ giải quyết theo cách không được. Ngày hôm nay anh chị giải quyết đi như nãy chị nói rồi. Nếu như vậy, nếu cháu từ hôn thì cháu phải trả lại những cái gì mà bên đàn trai người ta đã cho. Còn cái chuyện chung chung như chị đã nói cũng tùy nhất trí, không đáng bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ để lại cho lối sớm ta biết mà cái duyên con gái của con hôm nay là cái duyên của con nè. Nếu ngày hôm nay từ hôn mà duyên con mai mất ai dám cưới con nữa. Tại sao con lại từ hôn? Không, cái chuyện từ hôn trước khi từ hôn con phải báo với ba mẹ, hợp gia đình lại hai bên mà con tự quyết như vậy. Thì bây giờ ba mẹ coi như là không có con số không đối với con rồi. Không, có gả con đi nữa thì con gắn từ hôn. Thì ngày hôm nay anh chị ơi, đừng ép như vậy nữa. Vì nó lấy về nó còn khổ nữa. Thì ngày hôm nay anh chị cứ giải quyết đi. Không sao, nếu nó đã có duyên với ai rồi, mai mốt cũng chừng tốt hơn Dương nữa. Thằng Dương đã tốt thì có người khác còn tốt hơn nữa. Thì mình chấp nhận như vậy đi. Đó, đã cho chị báo trước là Dương báo hôm nay tụi tôi xuống rồi. Đó, chúng tôi xuống nếu anh chị đồng ý. Chúng tôi rất giàu là chúng tôi vẫn đãi bên trên bên kia. Thì cái con đặc biệt 120 triệu hiện tại giờ chúng tôi phải tạm ngưng lại. Tại vì bé nó như vậy làm sao giá đó, mà đưa thiệp cho người ta là chết nữa. Biết mày ngày Tết đưa thiệp trước Tết là phải 20 ngày để Tết mà đó. Thôi bây giờ thôi, chuyện gì nó cũng đã qua rồi. Thì ngày hôm nay anh chị có ý kiến cách mấy đi nữa cũng là vô bổ ở đây. Cháu nó đã quyết định và bá quan dân võ đi ngồi đã thấy rồi. Nhất định nó từ hôm nó không lấy Dương hả. Đó, đây là một điều chúng tôi xúc phạm với tụi tôi rất là nhiều. Bỏ bây giờ mình không nêu ở đây, mình phải giữ hai bên cho đẹp. Nếu sau này không phải nhau vẫn là bạn bè với nhau ha, giữ cho đẹp. Chứ nói gì, những cái gì mà đấy mà đưa của một đền hai gì đó thì bên chị là thua hoàn toàn cho tôi. Tụi tôi đã nắm chắc trong tay rồi, nhưng mà thôi, mình không bạn đây nữa. Đó, đây là những cái chúng tôi đã có sẵn ở đây rồi, nhưng mà thôi, không bạn ở đây. À, để giữ cho nét đẹp cho con gái chị. Thì con gái chị còn dài sao, nó mới có mười mấy hai chục tuổi thôi, nó sẽ còn đi lấy chồng nữa mà nếu xoáy sâu vấn đề gì nữa thì không nên. Thôi bây giờ em nói cho anh nghe nè, nếu anh thấy được thì anh cũng đau lòng lắm. Thì hôm nay mình giải quyết dứt điểm đi, rồi như vậy đi ha. Để anh mời nói tiếp. Theo cái lời chị Liên, cô nói anh chị Liên như này thì theo chị nãy chị thứ mấy cho ai ai không chứ nói gì chị mười còn nữa anh chị nói đó là tôi đồng ý rồi, nhưng mà anh chị nói là nhất định cả trước mặt con cháu nói là không thương nữa thì coi như không dừng nợ. Điều thứ nhất thì theo y với lòng bàn nãy giờ không nhất là tất cả những gì mà cháu phải trả lại thì cháu nhưng thực là khác. Điều thứ hai, nếu mà nó bắt buộc trả cho cháu, đây là vô tình và cũng như là anh phải đưa đến chỗ phải ngoại ra tổ tiên ông bà dòng giống dân tộc mà ảnh hưởng đến con của anh. Cho nên mình không được ngồi lại cho bà thống nhất của đâu hoàng lại đó hay không? Theo như sự trình bày đã dùng và cũng như bà dùng rất là tốt đấy. Thì hôm nay mình phải kết thúc phần này để rồi chúng tiến tới cháu đây nhận bao nhiêu cái lực lệ là phải của một cả hai. Gái không bỏ chồng, gái là lộn ngôn. Bây giờ anh chị ý kiến, anh chị thì bây giờ em nói vậy nè, nếu mà con em nó vậy em thì em gả, nhưng mà em cũng sắp xếp hôm đó chị không có nói em đi rồi thì em không có nghe.
tới chừng mà em đổ bể ra em nghe em cũng sắp xếp thì em cũng nói nó nói em thôi mẹ làm gì làm đó, em nói em vậy đó. Em mới rầy bữa điện lên chị Mười, em mới hỏi chị Mười, chị Chính á sao à, chị Chính, chị nói gì, nó nói vậy đó. Trời, nó điện em đâu có ai. Chị ơi, bây giờ chị nói cái mấy nữa giờ cháu nó không chịu rồi. Bây giờ nó không chịu rồi, bây giờ chị nói cái mấy nó cũng không chịu rồi. Đúng rồi, ngày hôm nay nó lên nó nói vậy. Chị không nên nó gãi gì nữa. Dạ, ngày hôm nay nó đã nói vậy rồi. Bên cháu nói đã vậy rồi. Thôi bây giờ hôm đó á, Dương nó cho đôi bông với hai vợ chồng 20 triệu. Thì thôi cho em xin hoàn lại. Tại vì hoàn cảnh em là chị với là Dương đã biết, mấy anh mấy chị xuống gia đình em là biết rồi. Thì thôi xin cho em hoàn lại nhưng mà giờ em đâu có đâu chị. Thôi hẹn lại với em một tháng, còn 2 tháng đi. Đó là em không có tiền trong tiền chị quá vậy không thấy. Tại vì hoàn cảnh em chị em mà. Giờ mà có ý kiến cái này. Cái ngày mà Yến Nhi nó gọi điện cho con, nó báo nó từ hôn, thì nó có nói rằng bên nó sẽ báo với cha với mẹ, và em có nói em sẽ sắp xếp để hoàn trả lại. Có nghĩa là thời gian em báo là hơn tới tháng 1, bây giờ đã là tháng 3 rồi, thì thời gian sắp xếp chỉ 2 tháng thôi. Con còn phải về nhà, con không đi cưới vợ khác nữa, chứ con không thể chờ. Nó có điện em, nó nói vậy đó chị Út. Em nói, ủa sao con nói kỳ chứ? Vợ nó nói vậy rồi, thì sao giờ? Em không biết đâu. Em không biết. Cha mẹ không biết là không đúng. Con đã có xuống đây, lúc có từ hôn, con đã xuống đây có báo với cha với mẹ rồi. Nhưng mà em cũng sắp xếp. Cha với mẹ cũng có kêu con xuống nói rồi, giờ cha mẹ nó không biết là không được. Có cái lúc mà nó nói là mẹ không có biết. Mà nó chừng mà con xuống. Con nói rồi nó mới nói là chuyện cách nay hơn 2 tháng rồi, tức là cha với mẹ đã sắp xếp để trả cái sinh lễ cái của. Chứ giờ mà cha với mẹ nói để sắp xếp nữa, con phải về, con còn cưới vợ chứ con cũng có. Bây giờ nó từ hôn con cũng phải đi cưới người khác chứ. Con cưới vợ dễ lắm. Đàn ông người ta muốn cưới 10 vợ cũng được, có tiền mới cưới được. Xong rồi bắt đầu làm đám rồi làm hết trơn rồi. Chứ chồng con nghe em làm thì đại hai bên ăn hết rồi, con sớm ăn em đâu có lấy tiền đâu chị. Bây giờ phải kết luận như thế này. Theo này cái hướng trình bày và con cháu rút lại là coi như Dương nợ không không thương nữa thì cái này kể như không còn không có nữa, còn cái việc giữa mình giữa cái gì đó thì chú sẽ còn một, nhưng mà cái khoản mà mình đã trình bày thống nhất gửi lại gì đó mình nhớ một ba rồi thôi. Phi lễ con heo 5 triệu nữa. Không, cái đó là mẹ nói con nghe, cái đó là ăn hai bên đó con. Không, không cái đó lại không tính được. Thấy ăn hai bên lễ đem tới là lúc tới là chỉ là mẹ tạm trả là hủa chứ đâu bông thôi, đôi bông với con heo con 20 triệu thôi. Còn cái đó là hai bên cùng ăn hết. Nói tóm lại là dần vậy. Không riêng gì bông. Còn tiền nạp tài đi sắm 10 triệu. Gần 10 triệu, 9 triệu mấy nữa. Cái đó cũng phải trả luôn cho con. Đúng rồi. Đưa tiền đó cho bông định đi làm một cái tấm để tiếp cửa. Không, 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 không em. Hôm mà đi mua áo lạnh rồi đó em. Cho nên bây giờ em cũng phải thế trả lại, em phải thắng được cái đó. Thì cái đó là em tặng mấy chồng tiền. Em có bỏ qua đi đâu đâu đây nè, qua tặng mình ngoài cái đó thôi. Còn cái đó là mà nhận gì. Hai đứa của em thì bắt đầu tính đứa này. Con sẵn nói gì đó, con sẵn tì tì con. Cái đó là mẹ cũng bắt đầu. Nói chung là sao mẹ ơi, nói chung nó vậy nè. Con cũng muốn nói chung là những cái đó nó cũng không cần thiết đối với con. Nó chỉ là cái không đáng. Nhưng mà không còn thương con nữa thì có thể thương ai đó thì người đó đi sắm. Hoặc là nó giữ lại làm gì mất công trả hết cho rồi chứ. Cái đó để con cũng không có làm gì. Con con chứ còn cái chuyện mà không đáng chuyện cái kiến chị nó đúng, chị đúng. Em đây. Cái đó là em không có quan tâm không tại vì à, bây giờ chị chốt lại đi, chốt lại bây giờ sao? Giờ em nói chị nè, bây giờ nè, chồng tiền nào 20 triệu hả, chồng 20 triệu đó bằng. Rồi em xin hoàn trả, mà cho em hạn một tháng, bây giờ em không có tiền. Không được, con phải cưới vợ. Phải trả liền. Bây giờ em không có tiền, em nghe, bây giờ phải đắp bụng em không có tiền. Nó nói thẳng là đắp bụng em không có tiền luôn. Mà không có tiền ăn qua Tết thì lo mặn. Đó lo mặn ăn 3 bữa Tết rồi. Làm sao mà tới mà giờ thì bây giờ ăn sắp thì khó khăn đi rồi nói. Em nói gì mời anh Út nhớ mấy anh đây. Hoàn cảnh em ăn bao nhiêu em ăn bao nhiêu. Tại em nghe em biết mà. Dương nó xuống hàng ngày biết. Em ơi hàng ngày nó dễ con đó. Nó chứ làm sao mà em có mấy chục triệu. Tại còn bữa hổm chồng tiền là chỉ em làm đám. Làm đám là hai bên cùng ăn cua bát chồng cả bát của bên bà chị chứ đâu thì mày cái đó là cái tục lệ rồi chị mời cái gì em cũng có tiền hết đó, nó thật sự là em cũng có tiền thôi. Em làm sao mà lắm rồi quay luôn hả đó bao nhiêu em có chồng em hoàn toàn đó không đó
đôi thì em phải giữ. Hai đôi là phải đem. Giờ đem hai đôi bông trả đi trước đi. Không, đem chồng xuống đây đâu là em trả ăn đâu. Thấy không chị mời, chị Út? Không, còn cái chuyện đôi đó, đôi kia là nó cho con Út thì con Út mất thì tùy hai đứa nó làm đâu. Còn cái này nó đâu có trình cưới đâu mà em để em trả cho nó. Thấy chị mời, chị sợi dây đều mất. Chị đồng ý không? Đôi bông với sợi dây đều mất hết. Nó tặng cho con này mất thì của nó là em đâu biết mất ở đâu, chồng ở đây là em mất trong trường á hả, em phải trả đi chỗ này mất trong trường chắc là phải vô liên hệ với ban giám hiệu. Thôi bây giờ vậy nè, đây là Dương, chị nói nè, không có giờ người lớn đang nói tụi chuyện Dương là nhỏ khi nào cần tới Dương mới nói chứ không phải lần nào mà Dương mà nào nói lại nói cái đó là chuyện có nói là chuyện của tôi, chuyện của tôi là tôi nói chứ chuyện của tôi mà tôi hay chuyện của tôi mà không phải chuyện của chị mới là người không có quyền, không đủ tư cách để nói. Nó hại đó phải đi vợ cho vợ nó mà sao biết đi được rồi đi được rồi đâu có phạt vô tiếng nghe khó nghe vậy, không đủ tư cách để nói, không đủ tư cách để nói mà đi ra nói này nó nói như tôi cái gì của nó mà. Thì bây giờ vậy, bây giờ cháu nói sợ gian vào phải cho quyền ta nói bắt bắt đúng không, trong trường thôi vậy vậy để con nói nè. Lúc trước á anh Dương nó anh Dương tặng con quà cho con nên con nhận, lúc trước là con không có nhận tại vì cái đó đối với nó con nó cũng nó hơi đắt tại vì con học sinh rồi mà con sao nó nhận, con nói với là anh Dương đem cho con cái con nhận á, cái con mắt cái con có nói anh Dương là anh Dương mình rớt rồi, em rớt rồi nào không ai đi tại nhất kiều đi học học thể dục á, nhà trường đâu cho em đi chuyện đeo dây chuyền cái làm phạt kỷ luật, đeo dây chuyền đeo bông hay là cái đồng hồ là cho đeo mà dây chuyền không cho đeo rồi nhẫn không cho đeo mày con rớt con không dám nói bắt đeo nên mới mất. Rồi bây giờ vậy, bây giờ 20 triệu vào đeo bông hôm cưới, còn đeo bông mất trong trường thì trả cho cái gì, con sẽ trình báo với chính quyền địa phương với công an địa phương. Rồi, mất trong trường để con mất ở đâu phải đi tìm chứ không nó chiếc tập thể dục chạy dọn dẹp đây cũng đâu có ấy đâu. Rồi còn gì nữa, đó là gì đó, cái đôi bông là mẹ cắt giữ mắt mà cộng với chuyện mà đôi bông là mất ở nhà phải không mẹ, rồi con sẽ trình báo với công an địa phương là đôi bông mất ở nhà sợi dây chuyền thì mất ở trường và sẽ coi coi như thế nào. Bây giờ chị nói gia đình chị khó khăn, bây giờ 20 triệu chị trả sau 3 tháng phải không, phải không? Một tháng nhanh đi chị, 3 tháng của em có thời gian một tháng cũng được, em ráng em mặn em trả cũng được. Rồi nó bông thì chị trả ngay bây giờ, bây giờ con vô lấy được bông ra đi, lấy được bông vào được ngay.